Xin chào toàn thể các bác và anh em nhé. Hôm nay em sẽ tiếp tục lên và giới thiệu cho các bác về một số cái mẫu van bình để cho anh em chơi những cây FX này. Giá thì cam kết các bác là mức giá tốt nhất trên thị trường nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về hai cái mẫu van và hai cái mẫu bình các bác, và em sẽ báo giá công khai luôn để cho các bác và anh em cân đối tài chính lựa chọn cho mình một cái mẫu van hoặc một mẫu bình phù hợp với giá tiền nhất các bác nhé. Thì không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, em sẽ đi giới thiệu chi tiết từng cái mẫu van một để các bác cân đối tài chính này. Thì các bác nào muốn mua hàng nhé, nhanh tay gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để đặt hàng. Bên em gửi đi cho các bác là ship code COD đồng kiểm đến nơi các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, và bên em sẽ miễn phí cước vận chuyển cho các bác luôn nhé. Đấy. Các bác mua bán hàng của em thì người thật việc thật, tất cả là xanh chín luôn các bác. Đấy. Thì các bác nào giao dịch ở shop thì các bác cứ yên tâm nhé. Thì không phải để các bác chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu đến cho bác về cái mẫu van trước nhé. Anh em nào chơi những cây FX này hoặc các bác chơi những cây condo, mình cũng có thể sử dụng con van 1/2 được. Vì sao ạ? Đối với một số anh em chơi FX này thì các bác dùng van 1/2 như này, các bác lắp vào bình của mình là các bác có thể chơi được rồi. Còn đối với những anh em nào chơi cây condo ấy thì nó hỏng cái van này, anh em ở trên vẫn còn một cái khoang áp nữa, thì anh em chỉ cần mua cái van 1/2 này về, anh em tận dụng cái khoang áp cũ của ở nhà của anh em lắp vào thì cho nó đỡ tốn kém chi phí các bác nhé. Đấy. Về con van này thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác luôn. Con này thì là mẫu mới nhất 2024. Nắp chụp thì vẫn nắp chụp kiểu như mẫu 2023 các bác nhé. Đấy. Con này thì nó sẽ có ưu điểm là gì ạ? Ưu điểm ở đây là các bác nhé, con này hồi hơi hồi áp cực kỳ là nhanh, các bác chơi không bao giờ lo xịt sọt. Mà giá cả thì em cam kết các bác mức giá em đưa ra cho các bác là tốt nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại các bác nhé. Con này thì sẽ là có tiết áp phiên bản rồng này. Khi nào các bác mua nhé, về mà các bác chưa biết chỉnh áp này thì các bác có thể báo em, shop sẽ hỗ trợ chỉnh áp hộ cho anh em. Vì ở nhà em có sẵn máy bơm này, có sẵn cái khoang áp ở trên này thì em chỉnh áp cho các bác rất chi là nhanh và đơn giản nhé. Còn về các bác phải nắp vào bình, các bác chỉnh áp, các bác bơm nó rất chi là vất vả đấy. Còn một số anh em nào chơi sành rồi thì mình chỉnh nó rất chi là đơn giản thôi. Đấy, cái này ốc chỉnh áp sẽ là full inox 100% nhé. Đấy. Còn các bác muốn cho chỉnh áp nó nhỏ lại thì mình siết cái này thì theo chiều kim đồng hồ. Còn muốn cho áp nó tăng ra thì mình nới con ốc này ngược chiều kim đồng hồ các bác nhé. Đấy. Đối với anh em nào mới chơi thì các bác xem qua cái video này là các bác có thể biết chỉnh áp rồi. Đây, cái này thì có một theo một cái trụ này nhé. Bác nào mà chơi condo thì nó có theo một cái trụ này. FX thì các bác không cần đến cái trụ này đâu. Đó. Còn đây là để cho em chơi những cây quy 3 lỗ nhé. Còn bác nào chơi những cây quy 2 lỗ hoặc là các bác chơi những cây quy K2 này thì các bác phải dùng cái van Dram. Đấy. Cái con van Dram 7075, con này thì là em báo giá luôn cho bác con van 1/2 giá là 600.000 các bác nhé. 600.000 bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác. Đấy, đến nơi các bác kiểm tra trước khi thanh toán, bảo hành cho em 6 tháng nhé. Còn trên tay em đang cầm con này là con van Dram. Đây, các bác nhìn này. Con này là bản full inox hết nhé. Đấy, bên này là đồng hồ 40 MPa, bên này là đồng hồ báo áp là 30 MPa các bác nhé. Đấy. Con này thì là hàng loại 1 công ty các bác nhìn này. Hàng không phải loại 1 ấy thì nó không có cái khuôn vành đồng ở bên ngoài các bác nhé. Đấy, hàng loại 1 chính hãng công ty luôn luôn có một cái vành đồng ở bên ngoài đấy. Và full inox cho bác luôn nhé, tất cả các chi tiết nhé. Đấy. Con này thì gửi đi cho bác, các bác lưu ý này, gửi đi cho bác đến nơi, các bác nhìn bên áp bên hơi là đồng hồ sẽ có cân có áp nhé. Đấy. Còn nếu đến nơi mà nó cái vạch này về không, vạch này cũng về không hết thì tuyệt đối các bác không nhận nhé, thì chứng tỏ con van này đã bị xì sọt rồi. Đấy. Trước khi gửi em đã test kỹ kiểm tra cho bác, đến nơi các bác cũng dở ra các bác xem hàng nhé. Nó có hơi có áp thì các bác và anh em nhận hàng nhé, còn không có hơi có áp tuyệt đối anh em không nhận nhé. Đấy là những con van bị lỗi, nó bị xì sọt về, anh em chơi nó rất dở, các bác chỉnh đi chỉnh lại nó rất chi là mệt và mất thời gian. Một con van Dram 7075 đồng hồ 30 MPa VL thì hiện tại một con van này thì bên em đang bán giá công khai là 1,1 triệu bao ship tận nhà cho các bác nhé. Đến nơi bao cho các bác kiểm tra, cho bác kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Đấy là quyền lợi của các bác. Đấy, một con van này thì bên em sẽ ship code COD đồng kiểm nhé, đến nơi các bác kiểm tra hàng. Một con van Dram giá công khai cho các bác nhé. Mang cho một con van này giá là 1,1 triệu các bác, 1,1 triệu. Đấy. Còn bây giờ em lên cho bác hai cái mẫu bình, một bình nhôm đít tròn và một bình carbon nhé. Bác nào nói về bình nhôm đít tròn thì
Hôm nay sale cho bác giá cực kỳ là rẻ, còn 550.000 các bác nhé. Một con bình nhôm đi tròn như này, giá là 550.000. Con này sơn alot trong ngoài, gen cực dày các bác nhé. Đây, đây cái này em đo gen nó khoảng đến đây các bác nhé. Đấy, sơn alot trong ngoài, bình tròn cực kỳ là đẹp. Đây là hàng đẹp các bác nhé. Đấy, hàng đẹp xịn sò luôn. Bình nhôm đít tròn như này giá công khai cho bác là 550.000, bao ship tận nhà cho các bác nhé. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Giá bao nhiêu ạ? Chỉ có 500.000 thôi. Có đủ size cho bác 3642, 36 này, 42 này. Đấy. Còn là bác nào muốn chơi cây cấu hình cao này, có bác, các bác lên đời bình nó nhẹ hơn, hơi áp lớn hơn thì lên cho bác con bình carbon Bắc Đa nhé. Đây. Một con bình carbon Bắc Đa này. Nói về cái dòng bình carbon ấy thì bình Bắc Đa luôn luôn vẫn là một cái dòng bình đẳng cấp nhất top 1 trên thị trường Việt Nam các bác nhé. Đấy. Bây giờ nó ra rất chi là nhiều loại bình nhưng chất lượng và cái độ hoàn thiện không thể so sánh được với cái bình carbon Bắc Đa. Những cái bình kia có khả năng nó rẻ hơn nhưng nó độ hoàn thiện nó không tốt này và chứa hơi áp nó không an toàn bằng cái loại này các bác nhé. Đấy, con này cực kỳ là nhẹ nhé. Đây con bình carbon Bắc Đa. Con này size là 0.5 mà cân nặng của nó chỉ có 0,51 kg, tức là nửa cân các bác nhé, nửa cân thôi. Đấy, giá công khai cho bác con bình này là 1.850.000 các bác nhé. Đấy, bên em ship cút 63 tỉnh thành. Đây con bình carbon 042, cân nặng 0,44 kg, rất chi là nhẹ. Đấy, còn nếu mà cùng một loại bình như này, một thể tích một trọng lượng, đây con này là bình 042 đây các bác nhé, bình nhôm này, bình nhôm đi tròn, cầm lên khoảng độ đầu hơn 1 cân, gần 2 cân các bạn. Đấy, nó nặng gấp mấy lần cái con bình carbon này luôn các bạn. Đấy, bình này thì chỉ có 0,44 kg thôi, rất chi là nhẹ các bác nhé. Đấy, các bác thấy cái sự khác biệt của bình nhôm và bình carbon chưa? Cái này hơi áp cao, an toàn, nhẹ nhàng, nhìn nó đẹp, cái độ hoàn thiện lớn. Nếu bác nào mà kinh tế hạn hẹp hoặc mới chơi, các bác cũng có thể tham khảo qua cái dòng bình nhôm đi tròn. Giá thì nó rất chi là rẻ nhé. Một con bình này các bác có thể mua được 3-4 con bình này. Đấy, thì bác nào điều kiện kinh tế hạn hẹp hoặc mới chơi thì anh em cũng có thể là chơi con bình nhôm đi tròn cho em trước, sau các bác chơi thành cao thủ rồi, ok rồi, điều kiện cho phép rồi, các bác thay thế bình carbon Bắc Đa cũng được. Đến lúc đấy vẫn chưa muộn cả, vì anh em mình chơi nó về lâu về dài, chỉ có thời gian và tuổi tác là nó thay đổi thôi, chứ còn cái chơi BCB này nó không già các bác. Đấy, các bác chơi lúc nào cũng được. Anh em nào trẻ thì 12, 13, 15 tuổi chơi được. Các bác nhiều tuổi, 3, 40 tuổi, 50 tuổi chơi cũng được nhé. Các bác chơi bộ môn BCB này nó không có già, chỉ có tuổi tác của các bác là già. Nên các bác cứ yên tâm, mình chơi lúc nào cũng được nhé. Đấy, thì em báo giá lại cho bác nhé. Con van 1/2 thì giá là 600.000 bao ship tận nhà cho bác. Con van Dream giá là 1.100.000 bao ship tận nhà cho bác nhé. Đấy, thì bác nào muốn mua hàng nhanh tay gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh em ở những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Chúc các bác và gia đình luôn luôn khỏe, tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.